Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm trói vào giường 15 năm để cướp tiền lương. Cụ bà Olga Bodanova, 96 tuổi Nga, là cựu chiến binh từng chiến đấu trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong Thế chiến thứ hai. Người phụ nữ hàng xóm là Galina Parasenova nhận chăm sóc bà nhưng lại lừa của bà số tiền tương đương 700 triệu Việt Nam đồng và trói bà vào giường suốt 15 năm. Vụ việc gây sốc được đưa ra ánh sáng khi Olga nằm viện sau một cơn đau tim. Một chương trình trên truyền hình quốc gia đã phát sóng hoàn cảnh khó khăn của bà cụ, khiến cảnh sát và công tố viên ở Smolensk phải mở cuộc điều tra. Những bức ảnh nghiệt ngã cho thấy, bà Olga dường như bị trói trên một chiếc giường, trong căn phòng ẩm ướt và giấy dán tường bong tróc. Các vật dụng trong ngôi nhà của bà Olga phần lớn không được sử dụng, với chiếc bếp rỉ sét đã không được đụng tới trong hơn một thập kỷ. Thay cho kính ở cửa sổ là túi nhựa. Không có máy sưởi, bà cụ phải nằm trong áo khoác và chăn để giữ ấm vào mùa đông. Olga nói với truyền thông địa phương về việc bị giam giữ tại nhà riêng của mình. Tôi đã một năm không được tắm gội, người chăm sóc nói không có nước, tóc tôi dài thì cô ấy cắt đi. Lyubov Grigorieva, y tá tại bệnh viện quận trung tâm Kislavsky cho biết, họ đưa bà Olga từ bệnh viện quận trung tâm Roslovskaya trên cảng đến đây. Bà ấy không nói chuyện với chúng tôi, không muốn giao tiếp. Trợ lý công tố viên cấp cao khu vực Smolensk Yulia Kazakova cho biết, dựa trên tài liệu kiểm toán của công tố viên, chúng tôi đang mở cuộc điều tra về một vụ án hình sự về tội lừa đảo. Người hàng xóm đã giam giữ bất hợp pháp, khiến một cựu chiến binh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại gặp nguy hiểm. Việc lợi dụng người già có bệnh để trục lợi rất hay xảy ra. Một phụ nữ Brazil thậm chí còn lợi dụng cả xác chết. Vào tháng trước ở Brazil, cô Erika de Souza Vieira Nunes bị bắt sau khi đẩy ông chú già đã chết trên xe lăn vào ngân hàng và diễn kịch thuyết phục ông ký khoản vay 4 con số đứng tên cô. Nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã quay phim lại hành vi của cô. Nhân viên nói với người đàn ông trên xe lăn, ông có nghe không, ông phải ký văn bản này, tôi không thể ký thay ông được, nhưng không thấy phản hồi. Sau đó phát hiện ra ông đã chết. Người đàn ông này tên là Paulo Roberto Braga, 68 tuổi, được nhân viên y tế xác nhận đã qua đời vài giờ trước khi bị đưa đến chi nhánh ngân hàng ở Pengu, khu phố ở phía tây Rio de Janeiro. Bị bắt, Erika de Souza Vieira Nunes khai với cảnh sát rằng cô ta là cháu gái và là người chăm sóc của Paulo.